Nhà cổ Úc Kiệt là một trong những ngôi nhà cổ được xếp hạng di tích xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang. Đến với nơi này, ngoài việc tham quan nhà cổ, du khách được bỏ qua cơ hội nếm thử món cá lưỡi trâu thơm ngon, giòn rụm, đặc sắc của vùng sông Mekong. Cái cá lưỡi trâu đó là một cái món đặc trưng của thực đơn của nhà cổ anh Kiệt. Thì đa số hình như chị không dám tự hào là một mình chị làm được món cá đó, nhưng mà riêng nhà chị thì chị làm món cá đó là nghe những cái lời bình lợi của những hướng dẫn viên hoặc là những khách ăn á là ngon. Thì cá lưỡi trâu đó là một cái loại cá đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long mình á. Cá đó là con cá tươi mình, người ta dùng những cái lưới để người ta bắt ở dưới sông Mekong lên. Thì con cá đó, nó đặc trưng của nó là nó mỏng. Khi mình bắt con cá đó lên thì mình phải đánh dẫy nó, xong mình mổ bụng mình đem về. Thì chị đặc biệt ngày nào chị cũng mua cái cá tươi, cái lượng cá tươi về để mà chị làm. Nhưng mà em biết là cái kỹ thuật để mà con cá nó giòn thì đó là một kỹ thuật. Thì bữa nay chị cũng hơi bật mí một chút xíu là con cá lưỡi trâu á, khi mà mình về mình ướp á, gia vị á, thì quan trọng nhất là cái công thức để ướp cá, rồi thời gian để mà nhiên liệu nó thấm vào con cá, rồi thêm nữa là cái lượng dầu như thế nào đủ để chiên cái lượng cá đó, và cái độ nóng của dầu nó phải hài hòa thì con cá nó mới giòn. Đặc biệt con cá của chị chiên á thì nó giòn suốt, tức là em để cả tháng cũng không sao, nó vẫn giòn như vậy. Ví dụ mình để vô bọc, mình bỏ vô tủ mát, tủ lạnh mát thì cứ lấy ra là ăn, khỏi cần phải chiên. Khi chiên cá, đầu bếp cần chú ý đổi lửa nhiều lần. Lúc mới chiên cần để lửa to, sau đó hạ lửa để cá chín đều từ bên trong, tránh để cá bị chết và đảo đều tay. Nhờ bí quyết chế biến lâu năm, cá chiên xong rất giòn, ăn vừa miệng, không ngọt quá, không mặn quá. Cá dùng với cơm trắng rất hợp vị. Đặc biệt tại vì nó là thích phù sa. Nếu phù sa mình mà được đầy đủ thì cá tự nó phát sinh ra sẽ nhiều. Hy vọng là mình sẽ, nhà nước mình có một chính sách gì đó để yểm trợ cho đồng bằng sông Cửu Long mình á, tức là tạo cho mình có một cái lượng nước phù sa nhất định đựng cho nước biển tràn vào. Tại vì khi nước biển tràn vào thì cá không còn, nó chết hết. Một năm 12 tháng thì nó sẽ có được 8 tháng và 4 tháng nó sẽ không có. Thì đặc biệt 4 tháng đó chị phải dự trữ. Nếu mà chị muốn cho khách có cái lượng cá ăn quanh năm á, thì bắt đầu những cái mùa gần Tết á, thì bắt đầu cá lưỡi trâu nó giảm đi, thì mình sẽ dự trữ lại.